Hôm nay em xin giới thiệu với bác một con có thể gọi là dàn mini đi, nó khá là lạ. Con này có mã là Marang ARCH1.00F. Con này nó có thể chứa được 6 cái đĩa CD ở trong này. Tí em sẽ bật cái khay này nhé. Nó có hai cái đèn ngủ ở dưới này này, rất lạ, hình thức làm rất đặc biệt là con này. Con này em bán cho một khách ở Tây Ninh. Và cách dùng của nó cũng hơi lạ nên hôm nay em sẽ làm một cái clip để test con này luôn. Ngay lúc đầu em tìm cái nút để mở cái đĩa này ra không thấy luôn, nó nằm ở chính cái nút ngang này vuốt đây cái đấy là nó ra đấy. Chúng ta nhìn này, nó có cả một cái khay đĩa như thế này luôn, mất cái khay này là thôi tèo luôn. Cái khay này chứa được 6 cái đĩa và đặc biệt cái đĩa của nó phải đút vào đút ngược muốn lấy cái đĩa này ra nhá. Ở trên này nó có một cái lấy này, ấn vào đây này thì mình sẽ rút được từng khay đĩa ra đấy. Khay thứ hai, khay thứ ba, nó đếm là 1 2 3 4 5 6 từ dưới lên, 1 2 3 4 5 6 đấy. Mình muốn thay đĩa nhá thì ấn vào đây này, xong mình lôi cái đĩa này ra và lưu ý là đặt ngược lên như này. Lúc nãy em không biết em đặt úp vào nó cũng không được, mình phải đặt ngửa cái đĩa lên như này, xong mình đút nó vào một đĩa. Đấy, cái đĩa thứ hai đấy cũng đặt ngửa lên như này, có hai cái này là khay số 5 và khay số 6. Tí em bỏ vào anh chúng ta sẽ thấy nó nhận đĩa 56. Khi bỏ vào nó sẽ check, đấy nó đang check đĩa đấy. Đấy, nó sẽ có đĩa số 5 và đĩa số 6, nó có hai số 56 này. Ở trên này nó có một cái nút tên là nút đích. Mỗi lần mình ấn này nó sẽ chuyển sang một đĩa khác nhau, nó sẽ đảo đĩa, nó đảo khay. Có nút play, có nút tắt bật đèn này. Function này là một nút chuyển input cho cái bộ dàn này. Và một nút power là nút nguồn của nó, đây là nút volume. Đấy, bấm vào đây là nó vuốt cái là nó sẽ mở cái đĩa này ra. Thì bây giờ mình sẽ mở đĩa số 5, mình ấn play. Con này trung âm tốt lắm, hôm nay em vừa test thử tiếng trung âm của con này rất là tốt. Yêu em hơn và yêu em mãi, dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viện xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ. Em ấn vào đích nhá, nó sẽ đảo đĩa này. Đấy, nó chuyển sang 5 thu 6 này. Next bài. Em đi rồi, đường xưa có nắng không em? Lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng?